Xét thấy thông tin một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy là người Đà Nẵng gây bất bình dư luận, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có văn bản đề nghị công an thành phố chủ động phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai xác minh làm rõ thông tin nêu trên. Trước đó, ngày 2 tháng 4, trên mạng xã hội lan truyền một clip ghi lại cảnh một người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy tại chung cư Galaxy, phường 1, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.